Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ sáu ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ninh Thuận đổi thay từ định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quan tâm chăm lo đời sống người có công và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại hội trường thống nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến viếng, tiễn biệt và bày tỏ lòng thành kính đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng dự lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ghi sổ tang, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư tỉnh ủy viết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Một nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, giản dị, được nhân dân tin yêu, mến phục. Vĩnh biệt đồng chí, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 13 giờ chiều nay, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều nay, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Châm Lấy Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đào Trọng Định, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tại các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy đã tập trung tại hội trường Tỉnh ủy để theo dõi lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình trực tiếp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Bằng tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, Tổng Bí thư đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nổi bật. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của Đảng và của dân tộc. Là nhà lãnh đạo lỗi lạc, tận trung với nước, phụng sự cách mạng và phục vụ đất nước vì hạnh phúc của nhân dân. Là nhà lý luận trí tuệ, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, người kế tục xứng đáng sự nghiệp của các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, nhà nước, nhân dân ta. Trong niềm xúc động nghẹn ngào, các đại biểu tham dự, theo dõi truyền hình trực tiếp lễ truy điệu đã dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính, kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo mẫu mực sáng ngời về đạo đức cách mạng, sống một cuộc đời trọn vẹn với Đảng, với nước, với dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng những di sản mà Tổng Bí thư để lại sẽ còn mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm công tác, ở trên các cương vị lãnh đạo khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian về thăm làm việc động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên mọi miền đất nước. Riêng đối với tỉnh Ninh Thuận, đã hai lần được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm làm việc. Sự quan tâm động viên chỉ đạo, định hướng, gợi mở và những lời dặn dò của Tổng Bí thư đã được tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với quyết tâm cao. Các nghị quyết sát đúng của tỉnh ủy ban hành đã mang lại những kết quả không chỉ trong trước mắt mà có tính chiến lược lâu dài, qua đó giúp Ninh Thuận từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu kinh tế xã hội đáng tự hào. Ngày 5 tháng 7 năm 2014,
Lần thứ hai, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, làm việc với Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận cách đây 10 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những lời động viên và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua thách thức, mạnh dạn đổi mới trong lãnh đạo điều hành, xác định được những mũi nhọn để tập trung phát triển và có sự bứt phá mạnh mẽ. Phải thừa nhận là có rất nhiều khó khăn do điều kiện thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, vân vân. Thế nhưng mà trong thời gian vừa qua, các đồng chí đã nêu cao tinh thần nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, có cái bước bứt phá đi lên, nhất là về tốc độ tăng trưởng là thấy rất rõ. Đó phải khẳng định. Các đồng chí đã kịp thời xây dựng cái chiến lược quy hoạch phát triển của tỉnh, thuê tư vấn nước ngoài vào để giúp chúng ta và đã được chính phủ phê duyệt. Tôi cho đây là một việc cơ bản lắm. Thứ hai là tập trung vào xây dựng nâng cấp cái hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Đúng quá, coi đây là khâu đột phá. Thứ ba là tập trung vào cải cách hành chính và thu hút đầu tư. Đúng quá với Ninh Thuận. Vướng mắc những cái thủ tục hành chính, rồi không có cái sức hấp dẫn đối với nhiều nơi các cái nhà đầu tư vào thì chúng ta không có thể phát triển lên được. Khâu rất là đúng. Thứ tư là tập trung vào xây dựng cái nguồn nhân lực. Cái định hướng rõ, rất rõ. Bốn cái khâu cơ bản. Những định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 10 năm như cần tập trung tháo gỡ để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi đều được tỉnh Ninh Thuận cụ thể hóa bằng những nghị quyết, chủ trương, định hướng phát triển. Đến nay, có những lĩnh vực đã tạo sự bứt phá và làm thay đổi nhiều tên đất, tên làng trên vùng đất Ninh Thuận. Tại thôn Quán Thể 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, sự đổi thay của miền quê này khó ai tin 10 năm trước, nơi đây là một vùng đất chết. Được cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với cả đồng chí Tổng Bí thư, thì ngay như đất nước, quê hương thì nói chung là có rất nhiều đổi mới, nhất là về cái vấn đề là chống tham nhũng này, rồi bây giờ là các công chức nhà nước là nhiệt tình làm tất cả là cái công bộc cho dân, là vì dân, vì nước, để phấn đấu cho người dân tăng những cái thu nhập. Từ năm 2014 thì mức thu nhập người dân chỉ có 22 triệu, thì đến nay đến thống kê đến tháng 12 2023 thì thu nhập của người dân trung bình đầu người của người dân xã Phước Minh hiện nay là 46,2 triệu đồng trên một người một năm. Thì đây cũng là một cái sức bật rất là lớn so với cái tình hình phát triển kinh tế một vùng đất mà xuất phát từ nhiễm mặn, từ khó khăn về công ăn việc làm. Đấy thì thay đổi như thế, và địa phương hiện nay thì tất cả các khu dân cư thì đều đã đạt chuẩn về cái thôn nông thôn mới. Được sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 10 năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã được Trung ương phân bổ hàng trăm ngàn tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, các công trình đê kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư ven sông, ven biển, các công trình truyền tải điện, viễn thông, Internet. Qua đó, giúp Ninh Thuận tạo ra những động lực phát triển mới và làm đổi thay diện mạo ở cả thành thị, nông thôn và miền núi. Làng Cổ Bảo Trúc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là những cái phải nói rằng là nhà nước, Đảng, nhất là Đảng nhà nước rất là quan tâm vấn đề bảo tồn. Và đặc biệt nhất là đồng chí Tổng Bí thư cũng rất là quan tâm đến một cái sự bảo tồn này. Cho nên với tư cách là một người lãnh đạo tạo tác xã gốm cũng như là bà con của làng nghề gốm thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn những năm qua được sự quan tâm sâu sắc của Đảng nhà nước đã bảo tồn và đưa làng nghề phát triển đến ngày hôm nay. Từ sự quan tâm động viên và những lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 10 năm, bằng những chủ trương đường lối quyết sách đúng đắn phù hợp, bằng tâm huyết trách nhiệm linh hoạt nhạy bén sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá. Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP Ninh Thuận đã vươn lên đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành và đứng thứ 2 trên 14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây,
Ninh Thuận liên tục nằm trong nhóm 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn đảng, toàn quân và đồng bào cả nước. Bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mấy ngày qua, họa sĩ Chế Kim Trung, một người con của đồng bào Chăm, đã dành hết tình cảm và tâm huyết để vẽ chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay trong ngày quốc tang đầu tiên, bức tranh đã được hoàn thành như một sự tri ân của họa sĩ Chế Kim Trung đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của đảng, người đã trọn đời vì nước, vì dân. Cuối ngày quốc tang đầu tiên, cũng là thời điểm họa sĩ Chế Kim Trung đã hoàn thành bức tranh sơn dầu chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ý tưởng và nét cọ mềm mại của người họa sĩ đã làm toát lên thần thái của một vị lãnh đạo phúc hậu nhưng cương trực. Bác là một hình tượng mà tôi học tập hàng ngày từ bác. Những câu nói của bác, những cái lời dặn dò của bác tôi đưa vào trong cái cuộc sống, trong công tác, trong công việc, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt là trong cái sáng tác, tác phẩm văn học nghệ thuật về mỹ thuật. Thông qua tác phẩm, họa sĩ Chế Kim Trung muốn bày tỏ sự tri ân của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo cả một đời vì nước, vì dân. Tôi ngủ tôi cũng nhớ đến bác. Chính như vậy, tôi không biết mệt mỏi, thậm chí không biết đói là gì. Rồi tôi quyết tâm phải hoàn thành trong suốt thời gian một đêm đó để hoàn thành khắc họa được chân dung của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoàn thành tác phẩm, họa sĩ Chế Kim Trung đã chọn nơi trang trọng nhất để treo bức chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chùa tự viện trong tỉnh đã lập bàn thờ, di ảnh để các tăng ni Phật tử và người dân đến tưởng niệm. Với tinh thần báo đáp tứ trọng ân, ngay hôm sau ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, chùa Bảo An ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã lập bàn thờ trang nghiêm ở chánh điện. Đây là không gian tôn nghiêm để các tăng ni Phật tử, người dân đến tưởng niệm ân đức của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước. Thương tưởng và cảm kích Tổng Bí thư cho nên lập bàn di ảnh của Tổng Bí thư vào ngày 17 để mà tưởng nhớ, không đi về tới Hà Nội xa xôi, cũng như cho Phật tử trong chùa và ở đây cho bà con để đến thắp vén tâm hương để tưởng nhớ cái công lãnh đạo của bác, tài tình của bác, để cho mọi người học theo cái tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những ngày này, Phật tử đến chùa đều kính cẩn nghiêng mình, thắp nén tâm nhang trước di ảnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Càng kính trọng người dân, càng cảm nhận được sự mất mát to lớn trước sự ra đi của một nhân cách lớn, suốt đời vì nước, vì dân. Bác tuy là một người giữ cái chức vụ nó cao nhưng mà bác không màng tới tiền tài danh vọng hoặc là những vật chất xa hoa. Em cũng cầu mong sao đất nước Việt Nam của mình, tất cả mọi người đều noi theo cái gương của bác để mà nước của mình càng ngày càng phồn thịnh hơn. Tại chùa Phổ Đà Sơn ở xã Phước Chinh, huyện Thuận Nam, bàn thờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được lập trang nghiêm ngay giữa chánh điện. Hàng ngày, các tăng ni đều thực hiện nghi lễ để tưởng nhớ, kính trọng trước một nhân cách lớn. Cái bàn thờ đặt ngay cái vị trí chính giữa để cho đồng bào, tăng ni và Phật tử cũng như là những người xung quanh ở lân cận về chùa thì thắp một nén hương để cầu nguyện cho hương hồn của bác được trở về với cội nguồn quê hương đất tổ, cũng là tỏ bày cái niềm tôn kính đối với một vị lãnh đạo của đảng, nhà nước đã quên mình cả một cuộc đời cống hiến vì dân, vì nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. Trước di ảnh của Tổng Bí thư, ai ai cũng nghẹn ngào xúc động tiễn biệt một nhân cách lớn suốt đời vì nước, vì dân. Chuyển sang phản ánh thông tin quan trọng khác.
nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2024. Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Cùng đi có đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Châm Lê Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đào Trọng Định, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Tại đây, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Châm Lê Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đào Trọng Định, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu đã dâng hương tỏ lòng thành kính, biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu đã tỏa ra các phần mộ thắp hương các anh hùng liệt sĩ. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Ninh Thuận đã tiễn đưa hàng ngàn người con ra trận, trong đó hơn 3.800 người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu để các gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, tỉnh Ninh Thuận luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết các chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời, qua đó tạo điều kiện cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Ninh Sơn. Tham gia kháng chiến chống Mỹ, cả hai vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuyển và Nguyễn Thị Đối đều chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Di chứng từ chiến tranh để lại khiến sức khỏe của hai ông bà ngày càng giảm sút, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Số tiền trợ cấp hàng tháng hơn 3,2 triệu đồng đã phần nào giúp ông bà trang trải sinh hoạt trong gia đình. Hai vợ chồng thì thương binh là thương bệnh binh, rồi chế độ thì nhà nước cung cấp cho đầy đủ, thì để trừ thì già rồi thì nhờ cái sự giúp đỡ của nhà nước đó thì gia đình ông bà cũng có được tăng thêm cái đồng tiền rồi mua thuốc mua đồ rồi để chăm sóc các cháu ăn học. Kinh tế của năm người trong gia đình cựu chiến binh Trịnh Xuân Chiêu phụ thuộc vào một mẫu ruộng và hai sào đất trồng sao màu. Để giúp gia đình ông có thêm điều kiện phát triển sản xuất, năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Số tiền tuy không nhiều, nhưng cũng giúp ông có vốn để đầu tư nuôi heo, nuôi gà, góp phần tăng thêm thu nhập. Tôi cũng là một đối tượng thương binh, nhưng mà các chế độ hàng tháng thì cũng đầy đủ. Coi như các cái tập thể lúc nào cũng quan tâm, kể cả đi điều dưỡng hoặc là chế độ cũng bệnh tật thì người ta cũng đến thăm hỏi. Thứ hai nữa là nói chung các chế độ là đều được Đảng, nhà nước quan tâm đầy đủ, không thiếu sót gì. Để giúp các gia đình chính sách, người có công ổn định cuộc sống, năm 2023, huyện Ninh Sơn chỉ đạo các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn tập trung hỗ trợ giúp đỡ, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 290 triệu đồng và trao tặng sổ tiết kiệm giúp các hộ chính sách có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đến nay, hơn 99,5% người có công trên địa bàn huyện có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Ngoài các cái chế độ được chi trả đúng đủ kịp thời cho các đối tượng theo quy định, thì huyện cũng đã triển khai vận động cái quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thông qua cái quỹ đền ơn đáp nghĩa cũng đã sửa chữa lại đài tưởng niệm liệt sĩ của các địa phương cũng như huyện, rồi là sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình người có công và gia đình chính sách nhân dịp 27 tháng 7 nhằm tạo điều kiện tốt hơn về vật chất tinh thần và cuộc sống của người dân cũng như gia đình chính sách. Quan tâm chăm lo đời sống người có công với cách mạng là chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước ta. Bằng nghĩa tình, trách nhiệm, huyện Ninh Sơn sẽ tiếp tục triển khai nhiều việc làm cụ thể thiết thực, chăm lo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình chính sách. Qua đó góp phần sẻ chia, xoa dịu nỗi đau, mất mát và tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2024, chiều nay Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng,
thương binh trên địa bàn hai huyện Thuận Nam và Ninh Hải. Đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiểu ở xã Phương Hải, huyện Ninh Hải. Thương binh Đinh Văn Lên và thương binh Trần Văn Hường ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Thương binh Phạm Mỹ ở xã Nhơn Hải và thương binh Lê Văn Hàng ở xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã thăm hỏi động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Sau đây là những tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức. Tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên năm 2024 tại tỉnh Ninh Thuận có 624 cán bộ công chức đến từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh thành gồm Khánh Hòa, Điện Biên, Tây Ninh, Hà Nam, Ninh Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, công tác tổ chức kỳ thi đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận hoàn tất và đảm bảo nghiêm túc, đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành. Đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị cán bộ công chức dự thi phải thực hiện nghiêm túc nội quy kỳ thi và bình tĩnh tự tin để thực hiện tốt các bài thi. Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng đề nghị các ban coi thi, chấm thi, giám sát kỳ thi thực hiện nghiêm túc các quy định và đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng trong suốt kỳ thi nhằm tuyển chọn được những cán bộ công chức thực sự có kết quả tốt nhất để nâng ngạch công chức và bố trí sử dụng hiệu quả tương ứng với vị trí công tác hiện đang đảm nhiệm. Kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2024. Các thí sinh sẽ trải qua hai bài thi trắc nghiệm về kiến thức chung và ngoại ngữ và bài thi tự luận về chuyên môn nghiệp vụ. Thông qua kết quả thi của thí sinh, Bộ Nội vụ sẽ tuyển chọn 458 chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên chính và 166 chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên. Sáng nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo cho ý kiến dự thảo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan. Dự thảo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo gồm 4 chương 22 điều. Dự thảo quy định chi tiết những nội dung về tỷ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ thiệt hại đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn, hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư và các hỗ trợ khác. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và làm rõ một số vấn đề như còn quy định chi tiết khi bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất, xem xét hỗ trợ theo tỷ lệ đối với trường hợp xây dựng nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp. Cần quy định cụ thể định mức hỗ trợ chi phí di chuyển và chi phí thuê nhà trong thời gian chờ sửa chữa, cải tạo lại nhà ở, xem xét cân đối chi mức bồi thường hỗ trợ hợp lý với số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình, đặc biệt là các địa bàn miền núi, vùng khó khăn. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, đồng chí Lê Huyền đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu tổng hợp toàn bộ các ý kiến góp ý tại cuộc họp, phối hợp với các sở ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo quy định. Quá trình soạn thảo phải bám sát với tình hình thực tế, giải quyết được các vấn đề còn bất cập hiện nay và đảm bảo tính khả thi khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định. Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức hội thảo đánh giá cảm quan chất lượng nha đam và xin ý kiến đóng góp hoàn thiện bản mô tả đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nha đam của tỉnh Ninh Thuận. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe chủ nhiệm đề tài trình bày về vai trò của chỉ dẫn địa lý, giới thiệu về dự án chỉ dẫn địa lý nha đam của tỉnh Ninh Thuận, các phương án đăng ký chỉ dẫn địa lý, đánh giá chất lượng cảm quan các sản phẩm nha đam như lá nha đam, thạch nha đam. Các đại biểu cũng thảo luận xoay quanh việc đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm nha đam Ninh Thuận như tính chất, chất lượng đặc thù, tên gọi chỉ dẫn địa lý, mẫu logo của chỉ dẫn địa lý sản phẩm nha đam của Ninh Thuận, quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý.
việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Gia Đam có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định được chất lượng đặc thù và tạo thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm. Kết quả của hội thảo sẽ giúp đơn vị chủ trì tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phục vụ nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Gia Đam Ninh Thuận tại Cục Sở hữu Trí tuệ trong thời gian tới. Chương trình thời sự 19:45 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.